Hi, Sang chào tất cả mọi người nha. Sang với nhóc Hậu đang đi ra ngoài đồng mọi người ơi. Thì hôm nay Sang đem cái số cua mà tối hôm qua Sang với nhóc Hậu bắt được đó mọi người. Thì Sang đã bán hết một nửa rồi nha. Số tiền mà Sang bán được thì được hai mươi mấy ngàn Sang dùng để mua 5 gói mì với lại một bịch bò viên nha mọi người. Thì cua này ở chỗ Sang nó rất là rẻ nên Sang để lại một nửa số cua này để hôm nay Sang sẽ làm một cái thau mì cay ăn chung với nhóc Hậu nha. Bây giờ thì Sang đang đi qua phía bên cánh đồng bên kia. Cái chỗ này là lúa non nó đang mọc lên mọi người nên không có chỗ trống nha. Rồi đặt đồ đây đi Hậu ơi. Đây mọi người ơi, đây là cái số đồ mà Sang với nhóc Hậu đã chuẩn bị để mà nấu một thau mì cay nha. Gồm có 5 gói mì nè. Đó, một cái nồi với bao nhiêu đây cua thì bao nhiêu đây cua tầm khoảng 3 kg nha mọi người, rất là nhiều luôn. Nó cua nhỏ nhỏ không mà nên có mấy con bự là Sang mới bắt thêm nè, còn mấy con nhỏ là người ta không có mua nha mọi người. Chỗ Sang cua này rất là rẻ luôn nên Sang bán mấy con bự mua được 5 gói mì với một bịch cá viên nha. Đây là mấy con cua mà Sang với nhóc Hậu đã bắt hôm qua nha. Nó có mấy con rất là to luôn. Giờ Sang sẽ bỏ qua cái nồi bên đây để mà mình luộc nó nha. Cầm 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 mấy con cua đây Hậu. Đưa cái nồi cho anh. Rồi, bắt cua bỏ qua. Coi chừng nó kẹp nha. Không phải là mình đổ hết một lần luôn mọi người. Tại vì hôm qua Sang bắt á, có mấy con nhỏ quá nó bị chết á nên mình bỏ ra nha. Mình chỉ bắt con nào sống bỏ qua luôn. Như cái con này nè. Nó bị ngợp quá mọi người. Hôm qua là Sang để đầy cái xô này luôn nên mấy con cua này bị ngợp và nó chết nè. Cái con này thì mình bỏ đi nha. Ăn mấy cái con này nó hôi rồi ăn không được đâu. Hậu có chuẩn bị kẹp nha. Đó, mấy con này càng rất là to. Ăn gì cho đã. Giờ Sang sẽ lấy cái nước này để mình đem đi luộc nó nha. Đó. Luộc cua thì mọi người khoảng khoảng bao nhiêu đây nước được rồi. Luộc vừa vừa thôi, luộc nước nhiều quá thì nó rất là lâu chín. Hậu cầm cái nồi đi, rồi đi lên phía trên kia để mình luộc đó thôi. Đi, Hậu rửa chân đi, đưa anh cầm nồi cho, Hậu rửa chân đi. Sẽ đậy nắp lại và nấu mấy con cua này nha mọi người. Còn nước nấu mì thì Sang một xíu nữa sẽ nấu thêm một nồi nữa. Mình chỉ luộc cua riêng này thôi, tại vì con cua nó sống dưới bụng á, luộc riêng cho nó ra hết cái mùi hôi bụng của nó nha mọi người. Xong rồi Sang với nhóc Hậu sẽ tháo xé mì bỏ vô cái thau kia. Sẽ luộc mấy con cua này được 20 phút rồi mọi người ơi. Giờ Sang sẽ dở nắp nó ra nha. Đó, người xem nè. Nó chín vàng rất là đẹp luôn nha. Giờ Sang với nhóc Hậu sẽ bỏ mấy con cua này trên tàu lá chuối. Xong rồi mình sẽ nấu tiếp một nồi nước để nấu mì nha. Đây, giờ Sang sẽ vớt mấy con cua này bỏ lên tàu lá chuối nha mọi người. Để mình lấy cái nồi mình nấu nước tiếp. Nó ra cái nước màu vàng vàng này nè. Rất là thơm luôn. Mùi cua luộc mọi người. Đây, giờ sẽ vớt hết bò viên bỏ qua bên thau này luôn nha. Mình trụng mì luôn Hậu, xé mấy cái gói ấy bỏ vô đây. Thơm lắm luôn mọi người ơi. Xé hết luôn Hậu. Đó, đúng rồi, đổ hết rồi. Đây mọi người ơi, đây là cái thau mì cay với 100 con cua ở Sang nha. Giờ Sang với nhóc Hậu sẽ đi lên cái cục đá trên kia để ăn mọi người ơi. Ở đây có một cục đá bằng nè, giống như cái bàn á. Rồi đũa đâu Hậu. Đây giờ sẽ mở ra cho mọi người xem nè. Đó, đây là cái thau mì với 100 con cua của Sang nha. Đó, nhìn rất là hấp dẫn luôn. Mì thì nó nằm phía dưới rồi, chả cá thì nằm dưới, Sang xếp cua lên trên nha mọi người. Bây giờ mình sẽ đổ đều cái thau mì này lên. Rồi Sang với nhóc Hậu sẽ cùng nhau thưởng thức thôi. Dịp cái thau cho anh Hậu. Đó, nãy Sang chế hơi ít nước một xíu á mọi người, nhưng mà ít ít nước thì nó sệt sệt mới ngon nha.
rất là hấp dẫn luôn. Ở phía dưới nó có cua nè, rồi có bò viên, cá viên nè, có hành rồi mì nữa, có ớt nữa đó, rất là hấp dẫn luôn. Rồi Hậu cầm thao mì lên coi cho mọi người xem nè. Hả, bưng lên, bưng lên, bưng lên ngay cái mặt luôn đó, mọi người thấy không, rất là đẹp luôn. Đây có cua, có đồ nữa này. Giờ rồi bỏ xuống đi, giờ Sang mời tất cả mọi người ăn thau mì cây này với Sang nha. Bỏ giá này qua đi, bỏ ít nước lắm nên không cần giá đâu. Rồi ăn đi Hậu. Đây, ăn mì trước nha mọi người, ăn một đống mì to này luôn nha. Mời tất cả mọi người đó, Hậu ăn một ngốn mì to này cho đã nè. Hả, ngon không? Ngon. Mấy con cua này ra nước ngọt lắm luôn á mọi người. Giờ sẽ ăn mấy con cua nha. Đây, cua này là loại cua cua nhỏ mọi người, người ta không mua nên mình ăn luôn cả cái phần mua luôn, khỏi cần phải luộc đó, để ăn luôn nha. Xin mời tất cả mọi người nè, Hậu ăn cua chưa? Hay nhóc Hậu ăn một con luôn nha, Sang cũng ăn một con, mời tất cả mọi người nha. Giòn ghê không? Giòn mà nó ngọt, nó thơm mùi mì nữa mọi người, rất là ngon luôn. Rồi xin mời tất cả mọi người ăn tiếp một miếng mì nha. Mì thì là một cái món sở thích của con nhóc Hậu mọi người, với con cua nữa nha, nó rất là thích ăn mì với cua. Không á, có nước dưới phía dưới nè Hậu, đảo lên nè, nước dưới ngọt lắm à, không nè, hai mình đó ăn luôn. À, ngon không? Ngon không? Ngon. Giờ sẽ ăn một con cua bự nha. Cua bự thì mọi người tách cái mu ra nha mọi người, chứ không thể nào ăn được cái mu luôn nha. Bỏ cái mu nó, với bỏ cái yếm phía dưới nó. Rồi. Đó, bẻ làm đôi cho Hậu cái càng nè. Bẻ càng nhanh. Cái càng cứng lắm, cho nhóc Hậu ăn. Đây khó ngồi. Đây, ăn tiếp một miếng mì bự luôn nha. Dồn một cái vô cho đã. Ăn mì không? Để nó nở nè. Cua xíu ăn sau cũng được. Ăn mì đi để nó nở hồi kho không ăn được á. Hấp nước à. Nó kẹp, nó kẹp nè. Đây xin mời tất cả mọi người ăn miếng nước nè, húp húp nước chưa. Đó đó, thank you.
ráng hết đi hậu, bỏ phí uổng. Ăn riết thấy cua ngán luôn mọi người, thấy cua ớn tới luôn. Nãy giờ sang với nhóc hậu ăn rồi có mấy chục con cua rồi nha. Con cua ăn cua đi, nhìn con cua ớn luôn mọi người. Mới đầu ăn thấy ngon thôi không ăn đâu. Mới đầu ăn thấy ngon thì ăn riết ớn luôn. Mà bỏ thì phí, bây giờ ăn cua nhìn thấy cua ớn tới. Rồi hậu bên đó đó, hậu ăn hết nhiều đó cua nha. Anh ăn mì. Cho tiền ăn bấm nổi nữa. Đó. Mọi người xem kìa, thằng nhóc hậu nó vẫn còn đang ở dưới nha. Nhưng mà Sang thật sự nó rất là no luôn rồi. Ăn thêm ăn không nổi luôn mọi người. 5 gói mì với 100 con cua. Nãy giờ Sang với nó ăn chắc còn khoảng, còn nhiều hậu vô lên coi anh coi. Đó, còn khoảng một gói mì với lại 50 con cua nữa nha. Tại vì hai anh em ham ăn cua quá nên nhìn con cua giờ ngán lắm luôn rồi, giờ ớn tới mắt luôn rồi. Hậu ráng ăn hết cái đó đi rồi đi về. Thằng nhóc hậu này nó ăn rất là khỏe nha mọi người. Lúc mà nó đi theo Sang để quay video đầu tiên á là nó có chút xíu thôi. Nó đi quay video với Sang có mấy tháng là nó bự tới cái này luôn rồi. Giờ có lẽ là Sang sẽ tạm dừng clip tại đây và đi về. Bây giờ trời cũng chiều tối rồi mọi người. Nên Sang cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video này của Sang. Mọi người nếu yêu mến Sang thì hãy cho Sang một like và đăng ký kênh ủng hộ nha. Nếu được thì mọi người có thể chia sẻ video này lên với bạn bè nữa nha. Sang cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video. Sang chào tạm biệt tất cả mọi người nha. Bye.